BCG phần 2. Sóng P khử cực của nhĩ có trục lệch trái và lệch dưới đường, trục từ 0 đến 75 dương ở D1 âm AVR. Sóng P 2 pha D3 có khi V1 hoặc là V2. Biên độ bé 2,5, thời gian bé cả 0,12. PQ xung điện truyền đi từ cơ tâm nhĩ đến cơ tâm thần bình thường 0,12 cho đến 0,20 lận mà. PQ đặng địa thôi hà, dài thì tim chậm, ngắn thì tim nhanh. Tiếp phức hợp QRS. Sóng Q tương ứng khử cực vách gian. Vách gian là vách gian thất, thời gian vào khoảng 1/25, biên độ 25%, phần trăm này với sóng R tiếp theo. Sóng Q mà ở các đường chuyển đạo V1, V2 bất thường, V3 cũng là bất thường, giới hạn trên của V5 cùng với V6 0,03. V4 có giới hạn trên, bé hơn luôn cả 0,02. D1 cùng với D2 bé hơn luôn cả 0,03. AVF, AVL cũng nhỏ hơn cả 0,03. Sóng R khử khối tâm thất, độ rộng từ 1 cho đến 2 ô. Sóng S rộng dưới 1 ô, chiều cao bé cả dưới tận 5 ô. Tận cùng sóng S là G, nhóm QRS khoảng được 3 ô. Để biết trục SRQ, nhìn vào D1 AVF này, AVF D1 dương, trục QRS là trục bình thường, AVF D1 âm, trục QRS không ra trục gì, AV dương D1 âm, trục QRS sang phải D màn, AV âm D1 dương, trục QRS là trục trái này, ST là đoạn ở đây, phần cuối khử cực tâm thất D màn. Sóng T tái cực tâm thất, biên độ sóng thường giảm khi về già. Chuyển đạo chi dưới 5 ô, chuyển đạo ở ngực bé hơn 10 tầng. Thường âm ở AVR và thường 2 pha chuyển đạo V1.